Dự kiến ngày mai thì 3 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ viện trợ qua cơ chế COVAX sẽ về đến Việt Nam. Trưa hôm qua thì hơn 1,2 triệu liều vaccine phòng COVID-19 do AstraZeneca sản xuất thì đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần giao vaccine thứ 5 và cũng là lô hàng lớn nhất từ trước đến nay theo hợp đồng đặt mua 30 triệu liều giữa hệ thống tiêm chủng VNVC và AstraZeneca dưới sự hỗ trợ từ Bộ Y tế.